siêu phẩm BMW X5 34A biển 56789 này. Đó, chiếc xe mang biển số sảnh rồng có lẽ là khủng nhất Việt Nam. 34567 89 luôn anh em nhé. Đây, mình zoom lên một chút cho anh em xem. Đó, 34A 56789, các bạn nhìn thấy đỉnh chưa? Đỉnh cao của biển số là đây này anh em này. Đây, các bạn để chiêm ngưỡng này. BMW X5 biển siêu VIP. Tại Thánh Địa Siêu Xe và Xe Sang Hà Nội, chúng ta có một chiếc Lamborghini Urus với ngoại thất màu đen, biển số Sài Gòn 51K này các bạn này. Đó, nhìn uy tín chưa? Siêu SUV Lamborghini Urus các bạn nhá. Ngoại thất full đen và mâm cũng được trang bị khá là to luôn các bạn ạ. Xem cái mâm này kích thước là 22 23 inch các bạn nhá. To dã man luôn các bạn này. Cụm phanh màu đỏ và đĩa phanh rất to bên trong, có vòm bánh thì được ốp carbon này. Hai bên thân cũng ốp carbon này. Đây chính là cái mâm phía sau. Chưa nhìn thấy cái kích thước mâm nó ở đâu anh em ạ. Riêng cái mâm này thì mình đoán nó là 23 inch đấy các bạn ạ. Rất to luôn, 23 inch ấy. Cũng có rất nhiều carbon này. Đây các bạn nhìn carbon. Đó. Phía sau thì chúng ta có một chiếc Land Cruiser LC300. Đó, vẫn đang để đèn. Đây là phần đuôi này các bạn. Nhìn chiến chưa? Phần đuôi của chiếc Lamborghini Urus này. Quá đẹp luôn. Đây là một chiếc Land Cruiser LC300 với body kit VXR các bạn nhé. Nhìn quá là chiến luôn, mâm 20 inch này. Phía sau thì có Porsche Macan này. Đó, đây chúng ta có phần đuôi của chiếc Land Cruiser này. Đấy, và phần đuôi của chiếc Lamborghini Urus đỗ phía trên các bạn nhé. Nhìn chiến chưa? Đây là Porsche Macan này. Đó, một chiếc Mac E đời cũ này. Và đang đi đây chúng ta có Lexus LX600 biển tứ quý 1. Wow, LX600 biển tứ quý 1 luôn các bạn ạ. Đây, 611111 luôn nhá. Wow, không biết là có đỗ ở trên này không. Đây các bạn nhìn này, cùng với Land Cruiser này. Đấy, đẹp chưa. À, đỗ ở trên kia luôn rồi các bạn ạ. À, một chiếc Suzuki KK này các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn. GLS450 Formatic này. Đó, màu đen nhá. Range Rover này, bản trục cơ sở kéo dài, biển 13579 luôn, thánh lẻ luôn các bạn ạ. Để mình sang và quay cận cảnh có biển này cho anh em thấy độ chất nó này. Đấy, biển 13579 này, đỉnh chưa? Đấy, quả biển quá là VIP luôn các bạn. Đây chúng ta có Range Rover Full Black luôn anh em ạ. Đây, Range Rover Autobiography Full Black luôn. Nhìn nó bệ vệ và đẹp nhỉ. Đây, các bạn nhìn cái góc chéo này mới thấy sự đẳng cấp của chiếc Range Rover này. Full đen luôn, có gói black tại ngoại thất này, mâm đen này, tất cả các chi tiết kim loại đều được sơn màu đen. Các bạn nhìn thấy mê không? Bản trục cơ sở kéo dài luôn. Đấy, nhìn quá đẳng cấp luôn các bạn. Đây, các bạn nhìn cái góc này. Đấy chưa? Quá là mê luôn nhá. Phía dưới thì có hai chiếc Peugeot này, và một chiếc GLC, à trên đỗ các bạn, một chiếc C. Có lẽ là đỗ đây cũng khá là lâu rồi, thế nên là lá cây nó phủ một lớp ở trên thân xe luôn các bạn ạ. Nhìn trông khá là hay, có lẽ phải đỗ từ tối qua rồi anh em nhỉ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cái lá cây nó phủ lên nhìn khá là hay. Đây, phần đuôi của chiếc Range Rover Autobio này, các bạn nhìn đeo mê mẩn luôn nhá. Chiếc này cũng được chủ nhân rửa sạch sẽ và giữ gìn các chi tiết vẫn còn rất đẹp anh em ạ. Một chiếc Porsche Cayenne Coupe với ngoại thất màu xám. Đẹp chưa anh em? Chiếc này thì có bộ mâm classic nhá, và đang đỗ tại cái góc này cũng quá đẹp luôn anh em ạ. Ngay gần sảnh của khách sạn Metropole. Đây các bạn có thể quan sát chiếc Porsche Cayenne Coupe này. Porsche Cayenne. Chúng ta sẽ ngó cái phần đuôi nhá. Đây là bên ngoài sảnh của khách sạn Metropole. Các bạn nhìn đeo. Bên ngoài kia thì chúng ta thấy là có một chiếc Range Rover nữa này. Đấy, còn đây là đuôi của chiếc Porsche Cayenne này. Porsche Cayenne Coupe. Đỉnh của đỉnh luôn các bạn ạ.
VinFast Lux A, đối diện chúng ta có Porsche Macan. Còn ở đây chúng ta có Porsche Taycan chạy hoàn toàn bằng điện của nhà Porsche các bạn nha. Ngoại thất màu trắng này, các bạn nhìn thấy mê chưa? Đây, chúng ta sẽ sang cái phần hông đi để xem em nó đẹp cỡ nào. Đây chính là chiều ngang của chiếc Porsche Taycan. Đó, mẫu xe Evica của nhà Porsche, thiết kế như một chiếc 911 kéo dài luôn. Cái bộ mâm nhìn cũng rất ấn tượng các bạn nhé. Đây chính là phần đuôi của chiếc Porsche Taycan, biển số 30H, ngoại thất màu trắng. Phía đối diện thì chúng ta có một chiếc Mercedes này, một chiếc Audi này. Đây chúng ta có một chiếc Range Rover Autobio Raffi này, ngoại thất màu đen. Đấy, chiều ngang của em nó phiên bản trục cơ sở kéo dài các bạn nhé, đẹp chưa? Phía sau thì có một chiếc Lexus ES250 với ngoại thất màu xanh cốm này, quá đẹp luôn. Range Rover này, Mac này, Audi này, và cả Porsche này. Đủ cả các thương hiệu hạng sang đến từ Đức trong cái khu vực này luôn anh em nhé. Đây là một chiếc Hyundai Palisade đời 2023, được phân phối chính hãng tại trường Việt Nam, lắp ráp trong nước anh em nhé. Giá lanh quanh khoảng hơn 1.5 tỷ, hơn 1,5 tỷ cho một chiếc SUV 7 chỗ của thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Phần đầu của em nó này, các phiên bản của Palisade tại Việt Nam thì đều sẽ có cái lưới tản nhiệt được làm sơn đen. Em này thì cũng có biển khá đẹp này, 53939. Đây chính là phần đuôi của chiếc CX5 mang biển số ngoại giao này. Đấy, đời 2023 các bạn nhé. Một em BMW X5 phiên bản X-Line này các bạn này. Đấy, ngoại thất màu đen, từng được bán chính hãng tại Việt Nam với giá là khoảng gần 5 tỷ. BMW X3 với ngoại thất màu xanh, bản lắp ráp bởi Thaco tại nhà máy ở Quảng Nam. X3 bây giờ thì có giá cực kỳ dễ tiếp cận luôn anh em ạ. Bên ngoài thì chúng ta có một chiếc Escape này và một chiếc Lexus LX570 này. Đó, chạy căng đét luôn. Range Rover Evoque này. Ở đây chúng ta có Range Rover Autobio, Autobio Raffi này, biển số 30F với ngoại thất màu đen. Đẹp chưa anh em? Wow, một chiếc Mercedes biển 80A này, một chiếc Land Cruiser này. Và đang đến đây chúng ta còn những chiếc Land Cruiser biển xanh nữa đây các bạn này. Wow, Land Cruiser biển xanh, một chiếc Land Cruiser đời cũ biển xanh, Toyota Land Cruiser, lại một chiếc Toyota Land Cruiser nữa này, GLC 300. Một chiếc VinFast VF9 này, bản Eco này. Lexus LX600 biển 22345. Còn phía trước chúng ta đây chính là khách sạn Metropole và quán cà phê, được trang trí đèn rất đẹp luôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem mặt bên ngoài của khách sạn Metropole hôm nay có những cái mẫu xe nào đáng chú ý. Đây, buổi tối lung linh chưa anh em? Và mình quay chế độ buổi tối nhìn đẹp dã man luôn anh em ạ. Đèn sáng lung linh là lên luôn. Ở đây chúng ta có một em Porsche Panamera. Đây là Panamera 4, dùng dẫn động 4 bánh đó các bạn.
biển số 30K và có ngoại thất màu đỏ anh em nhé. Cái đèn nó chiếu vào thì nó sẽ lên cái màu đỏ anh em ạ. Phần đuôi quá đẹp rồi. Chúng ta sẽ đi lên phía trên xem còn chiếc xe nào đẹp hơn hay không. À, một chiếc S450 độ body kit của phiên bản Maybach này. Đấy, màu trắng này. Quá đẹp luôn các bạn ạ. S450 các bạn nhé. Phía trên thì chúng ta có Volvo XC90 với ngoại thất màu xám này. XC90 với ngoại thất màu xám, biển số 30K. Đây là một chiếc XC90 phiên bản T8 anh em ạ. Phiên bản T8 này. Đây là phiên bản có động cơ hybrid. Đây chính là phần đầu của chiếc S450. Và đây các bạn nhìn này, cái màu xám của chiếc Volvo XC90 phiên bản T8 này. Đấy. Đẹp chưa anh em? Mê mẩn luôn nhé. Đây, nhìn từ trên xuống các bạn này. Vào đây nó có cái đèn vàng, thế nên là các bạn không nhìn rõ được cái màu sơn của em nó. Phía trên này thì có Toyota Land Cruiser, biển số ngoại giao. Và đây, các bạn nhìn cái khung cảnh lung linh là lên luôn của khách sạn Metropole. Sảnh bên ngoài. Đấy, đẹp chưa?